Nét quá. Để coi mình còn việc gì chưa làm không ta. Dạ chào quý khách ạ. Ừ. Dạ, anh muốn mua gì ạ? Quay mặt quá mà. Dạ, chào anh. Dạ, bữa nay buôn bán sao rồi? Dạ, tính tới hôm nay là ngày thứ 30 thì tất cả mọi thứ trong tiệm vẫn còn nguyên ạ. Công nhận thiệt. Nuôi tốn cơm tốn gạo dễ sợ. Buôn bán gì nẻo ẩm như vậy hả? Dạ, đồ đạc, máy móc, tivi, mọi thứ đều mới, đều hiện đại hết. Vậy thì tại sao buôn bán ế ẩm? Là tại cậu. Cậu không chịu đốt phong long đúng không? Dạ không, con đốt đến muốn cháy cái showroom luôn mà khách cũng đâu có vô. Chủ yếu là mình bán sỉ mà ông chủ. Tiền nhiều lắm, bà cất cho mày nè. Dạ. Rồi còn cái bộ đồ con gấu đâu? Mặc vô ra ngoài đứng quắc khách gì nè. Khách mới vô được. Dạ con tưởng con chó. Ông chủ bắt mặt con gấu con khó chịu lắm, con giục rồi. Nói cái gì cũng cãi được hết, lý sự thiệt á. Dạ cái đó. Thôi ngồi đi. Dạ. Tôi hỏi chuyện nè. Sáng giờ á. Dạ. Bà nhà có ghé đây không? Dạ có. Bà đâu rồi? Dạ bà về rồi. À về rồi hả? Dạ. Không biết là sổ sách buôn bán được sao hả? Dạ em nhắc lại một lần nữa cho ông chủ được rõ. Đó chính là hôm nay là ngày thứ 31. Và cả tháng nay thì tiệm mình chưa bán được cái gì hết. Đã nói rồi. Tiền bạc á là buôn bán được bao nhiêu thì phải gọi là đem máy móc mới về hiện đại hơn về buôn bán. Trời ơi, gì đâu mà toàn đồ lỗi thời không à. Rồi hỏi sao mà khách cứ tới đông được. Dạ không, cái này ông chủ không biết rồi. Bà xã của tôi á kêu á là đưa tiền cho tôi đi lấy hàng. Đây, chìa khóa đâu, lấy tiền đây đi. Dạ, ông chủ giỡn hoài, ông lừa con 4-5 lần rồi. Lần nào cũng mình con hốt hết trơn. Ừ, sao đâu á, tôi nói đàng hoàng mà lừa cái gì. Nè, tôi với vợ tôi cậu tin ai? Dạ, em tin bà chủ. Con sợ ai? Dạ, em sợ bà chủ. Thì đó, cậu sợ bà chủ giết tôi đúng không? Dạ không. Nên là làm ơn đưa tiền đưa bạc cho tôi đi, tôi lấy hàng về cho vợ tôi. Dạ, cái này á là ông chủ đoán đúng ý em rồi. Em sợ bà chủ đuổi việc em chứ không phải sợ giết bà chủ. Thôi được rồi. Bây giờ á, tôi tăng lương cho cậu được không? Dạ, câu này ông chủ với bà chủ hứa cách đây cũng 10 năm rồi, anh thấy lương bây giờ cũng còn nguyên. Dạ thôi khỏi vụ ạ. Cảm ơn. Buồn ghê vậy. Gia tài của tôi như cậu cũng biết rồi đó. Vợ chồng tôi cũng giàu có mà. Dạ. Con gái thì mới 2 tuổi thôi. Đang muốn kiếm rể cho nó. Không biết là tìm người phù hợp cũng hơi khó ha. Chọn con rể là phải đứa chọn đứa nào mà biết nghe lời á. Dạ. Tuổi tác thì trên lệch không quan trọng. Quan trọng là biết nghe lời, biết ngoan, biết nghe lời tôi dạy cái nào là nghe cái nấy. Ý ông chủ nói không biết là cậu của nhà ý muốn làm con rể tôi ha. Dạ, chắc khó chứ. Nếu ông chủ nói như vậy thì chắc là thôi. Khỏi nói nhiều nữa. Đổi cái xưng hô đi. Cha nói sao? Con nghe lời cha không? Ủa được luôn hả? Được. Vậy là 2 tuổi cưới. Tôi thì hơn cậu có nhiêu đâu, 5 tuổi chứ gì. Dạ dạ. Mà tính ra thì làm cha cậu cũng được mà. Dạ. Ừ, cha nói con nghe nè. Nghe lời cha đi. Dạ. Mai mốt gia tài này của con. Vậy là đi, đầu đi, đầu xong đi chuyện khác cho cha. Đấy. Cha khác. Khỏi làm mất nhiều thời gian của nhau nữa. Dạ, bây giờ. Thôi được rồi mà, nghe lời cha không? Dạ nghe. À, dạ. Hiểu rồi, không có tin đúng không? Dạ. Bây giờ
làm cách nào cho con tin cha đây? Dạ ký cam kết đi. Cái gì? Chuẩn bị sẵn luôn rồi hả? Không biết thế nào ông chủ cũng hỏi câu này mà. Biết là ông chủ gả vợ cho con, cho nên là cũng chuẩn bị một lượt chung với lại với cây xanh á. Con cũng giỏi. Được rồi, ráng làm cho tốt rồi lúc này cha sẽ thưởng cho con ha. Dạ dạ dạ. Thôi, giờ ký tên xưa rồi. Cắn tay. Đóng dấu hả? Dạ dạ. Đó, vậy nè, kiểm ADN là khỏi chối luôn. Dạ. Được chưa? Vậy vậy con đồng ý cái ông chủ mai mốt gả con gái cho con. Như một chuyện cổ tích vậy đó. Chuyện cổ tích vậy gì? Là tới đây cái tâm lý của con là con phải tin ha. Con phải tin rồi. Thì con sẽ không ở đây nữa. Con sẽ đi chỗ khác để cho ông chủ lấy tiền đi. Dạ. Khoan. Cái camera kìa lại chơi cho con, cho dạ, cha. Dạ hứa trơn rồi, không yên tâm đi cha. Hứa hết rồi hả? Dạ cha cứ thoải mái lấy. Trong tương lai mình có của. Cha ơi, cha lấy tiền chẳng, chưa tiền lẻ lại con thối cho khách. Trời ơi, lo xa quá à. Tiền buôn bán ấy ảm, không biết có khách khứa nào ma nào mà vô mà tiền lẻ chẳng tiền lẻ. Lấy hết nha. Nè, khẩu trang đâu rồi? Lát nữa, vợ của tôi có tới hỏi á, vợ cha có tới hỏi á, thì nói là cha không có tới đây nghe chưa. Nói tiền bạc đâu mà hết mất hết rồi, thì cũng nói là không biết nghe chưa. Dạ, dạ. Ừ, rồi, cảm ơn con. Nhớ nha, nhớ lời cho dặn nha. Thiệt tình á, già cái đầu rồi mà ngu. Mê trai dạy trai vừa thôi, trai nói cái gì cũng nghe hết trơn á. Thiệt tình luôn á, bây giờ đóng nợ vậy nè rồi sao? Còn đồng loại nhà qua mặt tôi nữa. Bà ơi, bây giờ tôi mê trai quá tôi mới chịu nè. Bà tôi chửi bà hả? Mà... Dạ mấy anh ơi, chồng em có thiếu nợ gì đợi chồng em về nói chứ. Mấy anh làm quá em cũng đâu biết làm gì đâu mấy anh. Đừng anh ơi, đừng. Dạ. Anh ơi, anh bình tĩnh anh ơi. Trời ơi, sao chơi ngu vậy? Chị ơi, chị ngồi đây em nói chuyện với chị một chút. Dạ. Thôi. Trời ơi, chị có tiền, chị thiếu tiền chị trả tiền em đi chứ giờ. Ồ anh ơi, em đâu có thiếu đâu. Trời ơi, em cũng nợ anh giang hồ này bây giờ. Trong vòng 24 giờ nữa em không có tiền trả anh chém em chết. Nhưng mà em đâu có thiếu đâu, anh nói chồng em thiếu thì anh phải đợi chồng em chết. Nhưng mà hai vợ chồng là như hai giọt nước là một rồi. Được rồi. Trời ơi. Mày để nó đi. Dạ. Con gái này để tao tính. Dạ dạ. Xe qua. Dạ. Anh cứ ngồi đi. Anh ơi. Dạ. Dạ. Ôi trà đào cái bàn quá anh ơi. Nhìn mặt tôi đi. Tôi là giang hồ. Tôi nói cho chị biết. Giấy đâu? Giấy gì vậy? Giấy nợ. Ủa giấy nợ? Chồng của chị nợ tụi tôi rất là nhiều tiền. Đây, đây là bằng chứng. Trong giấy có ghi vào ngày 17 tháng 2 năm 1900. Để đọc cho. Đợt ngược vậy mà anh đọc cái gì vậy? Ngày 17 tháng 2 hẹn em ở. Không được anh ơi, chồng em thiếu tiền anh thì anh đòi tiền chứ sao anh đòi lấy em. Hẹn chỗ cũ là sao? Lộn giấy tỏ tình của em ấy. Nó cứ phải ở trong này. Đưa cái giấy kia ra. Đưa cái giấy chủ chính ra. À dạ. Đề nghị bên đòi nợ lịch sự. Ôi ôi, rách luôn. Trong giấy đã có ghi rõ ràng. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1980, có một người phụ nữ đã hạ sinh ra được một cháu bé kháu khỉnh, thông minh, dễ thương. Đó chính là tôi. Ủa anh ơi, này giấy khai sao? Trong chị có mượn nợ tụi tôi 8 triệu đồng. Đúng rồi. Ủa anh có biết chữ không vậy? Em thấy giấy khai xanh của ai vậy nè? Khai xanh đâu? Đâu? Bà đọc lộn rồi bà ơi, đây này nó là giấy lợn. Giấy lợn. Nhưng mà tôi lúc đó tôi chưa làm chứng minh. Phải ghi cái số giấy khai xanh vô, hiểu chưa? Không biết chưa. Thôi mình chấp nhận đi bà. Rồi bên đòi nợ chấp nhận rồi đó. Mời chị xác nhận rõ cho tôi biết. Chồng chị có mượn tụi tôi 8 triệu đồng, lúc đó chị ở đâu? Ê anh đọc lại coi ngày mấy vậy? Vào ngày 17 tháng 2 năm 2017. Dạ. Vào lúc 2 giờ sáng, chị đang ở đâu? 2 giờ sáng. Ráng nhớ đi bà, ráng nhớ. Hả? Trời ơi. Lúc đó em đang ngủ mà. Ai làm chứng cho chị đang ngủ? Phải chị lúc đó có tôi ở đó thì tôi sẽ làm chứng cho chị. Mình ai làm chứng? Dạ. Dạ kính thưa ông bà, tôi còn nhớ là ngày hôm đó tôi đã ở cùng bà. Ê!
Ê mày, mày ở cùng tao nào mày? Dạ không, bà ngoại của tôi ạ. Xin hết. Thôi cho lui đi, nhân chứng tào lao đó. Dạ, chị à? Dạ anh. Bây giờ chị phải trả cho tôi số nợ này. Không là... Ôi, ôi, anh ơi! Anh ơi, anh ơi, anh ơi! Anh à? Bình tĩnh. Anh ơi, anh bình tĩnh. Bà... anh là giang hồ. Anh hỏi lại người ta đi anh ơi. Có chừng đi đòi nợ cái rách cái quần nha. Tôi nói cho chị biết. Vào ngày 17 tháng 2, vào lúc 2 giờ sáng. 2 giờ sáng à? Lúc đó như thế nào, tình huống như thế nào mà anh cho mượn tiền được? 2 giờ sáng, anh gọi em không bắt máy. Không một tin nhắn từ tối qua. Bởi vì anh ghen mà. Bởi vì anh ghen mà. Bởi vì anh yêu thôi mà. Bởi vì anh đã quá yêu em. Đã quá yêu em người ơi. Tốt. Rất là cập nhật trào lưu bài hát mới. Dạ. Cho dù tâm hồn chúng ta đồng điệu, nhưng tôi sẽ không bỏ qua số nợ đó với chị đâu. Ủa, hãy trả tôi 8 triệu đồng. Ủa 8 triệu? Ủa nãy sao nó 2 triệu mà giờ lên 8? 8 triệu đồng. 8 triệu và 2 giờ sáng. Đúng à vậy, vậy hả? Ờ, mày cũng mày nhắc tao gì hết trơn. Con nhớ rồi. Nha, nha, bây giờ không trả nha. Nha. Đập đồ. Anh ơi. Ok. Tốt lắm. Lấy tiền đi. Dừng tay lại. Ôi giời. Bà ơi, đừng cầm tiền trả nợ, bởi vì số tiền kia không phải là do anh mượn. Ai vậy? Ai mà... mà bọn chúng là những kẻ xấu xa đã lừa gạt lòng tin của anh để lấy số tiền to khiến cho anh đây phải thân sơ thân sợ biết bao. Bà sợ ơi. Em chỉ ngỡ mình còn gặp nhau trong giấc mộng tàn. Anh ơi, đòi nợ mình kìa anh ơi. Tiền không đưa thì cứ giữ lấy nhá. Hai cậu ơi, tôi xin hai cậu. Nếu hai cậu có thương tôi, thương vợ tôi, thương con tôi thì làm ơn trả nợ cho tôi đi. Ủa cái gì vậy anh? Lâu quá rồi không chịu trả. Ủa vậy là ai? Ai mượn ai? Đó, hai đứa này nó mượn nợ của anh mà không chịu trả cho anh. Trời ơi. Anh trai ơi, em xin lỗi anh trai ơi. Trời ơi. Mời hai con ngồi xuống. Nhìn đi. Showroom của tôi á lúc nào cũng gắn camera đầy hết ha. Bữa nay mượn tiền tôi không trả, bài đặt tới đây để tống tiền vợ tôi nữa phải không? À, không thôi thôi mà anh trai. Tống tụi em. Thôi mà anh trai mốt. Tụi em được không có tiền trả. Đúng rồi anh ơi. Dạ. Mấy lâu nay mình có biết là mình đang nuôi ông tay áo nuôi kỹ dòng nhà. Trời ơi, em nuôi anh hả? Cái thằng áo vàng này nè, nó cấu kết hai thằng này để mà lấy tiền của mình. Nếu mà tôi không nhanh trí, tôi không lấy tiền ra thì nó là người sẽ dẫn anh đến lấy hết tiền của mình luôn đó. Trời đất ơi, là lần này đồng lõa với thằng này? Đồng lõa với nhau. Dạ, như lời của ông đây chia sẻ thì đó là một đáp án chính xác. Con chính là nuôi ông tay áo nuôi kỹ dòng nhà. Con đã liên kết với hai bạn đây để lừa gạt ông bà. Và bây giờ con xin phép ông bà, con được ra khỏi nhà. Nè, mình yên tâm đi, camera gắn đầy hết, thế nào cũng sẽ bị tóm cổ thôi. Còn hai bạn ơi, mốt đem đi coi kịch luôn. Trốn nữa nè, đừng trốn. Mốt đem đi coi kịch, anh diễn cả luôn. Gắn đầy hết ha, cái lưỡi cài cũng không thoát đâu. Ở đây ngoan ngoãn làm trả nợ thì tôi sẽ không báo công an. Còn bằng ngược lại tóm cổ hai bạn vào trong tù. Sao? Trời ơi. Bố thích ăn bánh bò thì mình đi mua bánh giò. Bố thích ăn bánh giò thì mình đi mua bánh mì. Đông dữ. Quay. Cái gì xếp vàng dữ vậy? Tao phát từ thiện. Chú mấy giờ chú? Chú không có đồng hồ con ơi. Chú coi con thấy có đồng hồ mà. Cảm ơn. Dạ cảm ơn nha. Chắc là đứng lâu hả chú? Đâu vui đâu, vui dữ vậy nè. Tại sáng giờ con cũng nói bụng quá, quá trời quá đất, sáng giờ chưa ăn gì hết trơn á. Chú đợi lâu chưa?
mình làm hoài vậy hả? Hoài à, tuần nào không có hết trơn á. Trời ơi, vậy là một lần nhiều không? Có khi 500, có khi 700. Bữa nào mà lễ lớn là ngàn mấy lần á. Trời ơi, vậy là chắc nhà mình làm ăn cũng được lắm chị phải không? Ờ thì cũng được. Lần vậy là chị phát khoảng nhiêu lâu? Chừng nào xong nghỉ à? Ờ rồi mà chị phát vậy mệt lắm phải không? Cũng đâu mệt gì, người ta phát mà. Chị nè, mình làm từ thiện thì mình cứ nhận đi, tự nhiên cái người ta phát làm sao? Làm từ thiện vậy? Thì chị giàu quá rồi chị làm từ thiện, chị lấp liếm bằng cách chị đứng chung để coi tình hình sao rồi phải không? Phải, người ta làm. Rồi cái chị thấy gì em, trời ơi, ngu gì không vô đúng không? Chị cũng xếp hàng chị nhận. Em cũng đứng vô đi. Ê, bà mập. Bà mày... vừa già, vừa xấu, vừa giàu mà vừa mất lịch sự. Em mời chị bước xuống bước coi. Bước, bước. Giàu rồi mới biết chỗ nào của mình đứng chứ, đúng không? Ê mày, mày vô duyên nha mày. Làm sao? Tự nhiên tôi xếp hàng từ sáng giờ, tôi mày tới cái mày chen ngang vô vậy. Bà đồ, những đồ từ thiện là cái tâm của mình cũng tốt nữa biết không? Cứ im đi. Ngủ lâu chưa? Ngủ lâu rồi phải không? Không, cái cuốn này coi cái cuốn tập sau mới hay, tập này đâu có hay bằng tập đó đâu, hiểu không? Bỏ cái tay ra, bỏ cái tay ra, con trai đẹp là bắt đầu đụng đụng mà. Bồ quá, nó không có gì vậy đâu, nghe chưa? Hai đứa mình selfie thằng Thắng ha. Cười, cười. Cười. Đó, em chỉnh cho cái tấm hình mà ví dụ như là cái mũi với lại cái da nó mịn lại ha. Mặt em với mặt da sần quá. Đó thì bây giờ ồ ngứa. Ngứa. Anh gì vậy? Trái cây ra kìa. Em đứng sao? Em muốn lên lên chỗ này em đứng được không? Không được thôi, không sao hết trơn á. Lên đi em. Dễ vậy luôn hả? Bác. Ừ. Khỏe hả bác? Dạ dạ. Khỏe. Dạ. Bác đứng đây lâu chưa bác? Cũng lâu rồi, mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Mỗi ta đi về đi. Gần tới giờ rồi, còn chừng 5-10 phút là người ta mở cửa rồi. Dạ dạ. Đứng lâu lắm rồi, mắc dữ lắm mà đâu có dám đi. Rõ cái mình đi cái người ta phát cái uổng con. Mình mắc là mình phải giải quyết. Còn nếu mà không giải quyết, ráng chịu, chút xíu nữa tới rồi. À, chút xíu người ta mở cửa. Chịu chơi á. Thôi thì thấy ấy cũng ngon cơm, để đây giúp cho thằng vé nha. Em ơi, giữ chỗ giùm anh nha, về nhà một xíu quay lại. Wow, anh bạn trẻ chịu được hả? Bình thường thôi. Nè, tôi nói nha, già rồi đó nha, nín riết là hư phổi đó. Đồ khùng, nín tiểu rồi nó hư cái khác, chứ sao hư phổi? Uầy, hư gì kệ ông chứ móc làm. Rồi si tới sáng cũng vậy à con. Tao cho nó ra đường khác rồi. Hả? Tao bài tiết lỗ chân lông hết nè. Thôi bác ơi, về đi, có gì lát nhận quà không cho đồ ăn không mà có gì đâu. Thôi khỏi, cảm ơn cậu. Trời ơi, cậu biết không, bao nhiêu lâu rồi mới có cái cuộc nhận quà hôm nay không? Cả năm trời rồi đó. Cái bà này á, ta nói cho nghe, Việt Kiều, một năm mới diện lần, mà mỗi lần bà về là bà làm từ thiện lớn lắm. Cái món quà đầu tiên là cái món quà lớn nhất trong những món quà đó. Vậy là mấy người đứng sau là nó nhỏ hơn hả? Mấy người đứng sau là quà bình thường, quan trọng là cái người đứng đầu tiên. Bởi vậy tôi mới ra đây là tôi xếp hàng mấy tiếng đồng hồ. Hay. Ủa người anh em, nghe nè, bây giờ mình chia đi ha,
Bây giờ cái phần quà đó nó lớn, nó giá trị quá để người trẻ người ta nhận. Còn mình nó nhận cái phần nhỏ hơn. Nó nghe nè, mình trẻ, mình còn tay còn chân còn sức đi làm mất mớ gì chạy vô đây lãnh từ thiện để người ta già người ta lãnh từ thiện, nghe không? Đổi ghê vậy hả? Chưa có gì mà. Nè, đổi đó. Cái gì đây? Tiên. Xin lỗi à, 20 ngàn này không đủ sáng tôi uống cà phê. Có món quà đầu tiên này đó ha. Xin lỗi nha, lần trước có ông kia ông nhận rồi. Ông nói ông ăn 1 tháng chưa hết. Tháng không hết luôn. Ông bạn tôi cũng nhận. Còn nhiêu chơi nhiêu luôn. Nè. Ngoài. Đổi đi. Thôi cất luôn đi, khỏi suy nghĩ hết rồi. Còn nhiêu đó đó. Cái gì đây? Trời ơi. 520 ngàn. Chứ không phải 40 ngàn. Ôi già, lẩm cẩm. Cái nó hai cái nó cũng màu xanh mà cái giá trị nó khác ha. Đó. Vậy à, cái này cậu tặng tôi hay sao? Tặng gì tao tiền trao cháo múc rõ ràng sòng phẳng giang hồ. À, tôi hiểu rồi. À, coi như cái vấn đề là cái món quà đầu tiên cậu muốn sở hữu đó đúng không? Ừ. Thôi, dù sao tôi cũng già cả, không có tranh đua với cậu làm gì. Biết gì tốt. Ê, hơi nhường cho cậu á. Dạ. À, cảm ơn cậu nha. Cảm ơn. Ừ. À, dạ. Xin mời mọi người vào nhận quà nha, xếp hàng đừng chen lấn nha. Vậy đi cũng nhớm gì nữa. Ra đường á là tao nói là ngoài đẹp trai ra là phải có tiền với lại mưu trí. Ừ. Nè tâm lý dễ sợ cho bánh mì ăn nè. Ăn xong rồi cho nước uống nở ra no. Trời chờ lâu mà. Rồi bây giờ nè, đó là cái này cái bị thư trong là cái bị thư có tiền ăn cả tháng trời luôn mà đây nè. Nè nè cái đứt vỏ nè, bị thư gì đâu. Thôi bù. Bù. Ủa? Bù. Hết rồi hả cậu? Sao? Hình như sao không? Quà năm nay nó yếu quá ta. Bù. Nó á khẩu luôn rồi. Ơ vô nhận quà đi mấy con. Xe mới sửa phải ngon như vậy, máy móc đục phải tuốt lên như vậy, rất hợp lý. Chắc chắn hôm nay sẽ có khách nhiều. Vuốt trong lòng, vuốt trong lòng. Ê. Dạ. Xuống đây Bẹo. Xuống đây. Tao biết mày đến đây mày làm gì á. Dạ, nè, con tới mày rồi. Đừng có nói. Mày đến đây mày giành địa bàn với tao đúng không? Không, mày nè, tao nói cho mày biết, mày còn nhỏ nha, tao biết những cái xe ôm mà công nghệ của tụi mày ra đây giành địa bàn với tụi tao, tao không có làm ăn gì được hết. Bây giờ mày đừng có nói nhiều, mày đi qua bên kia mày, tao không có nói chuyện với những thằng như mày. Ê, đây. Tao vẫn chưa nói xong cho mày. Mày đang khinh thường tao đó nha. Dạ không. Không, mày đừng nói gì hết, quay qua bên kia. Ê, mày, ê, quay qua đây biểu, ra đây, ra đây. Bây giờ nếu mày nói ra tao mà tao chửi tụi bay á thì tao nói tao lên mạng tao nói tao là ăn hiếp tụi bay đúng không? Bây giờ mày ngồi mày chửi tao đi. Mày chửi tao đi. Dạ con không chửi đâu. Mày chửi tao đi. Con đâu biết gì đâu chửi chú. Mày nói chữ E đi. Thôi. Mày nói chữ E đi. Dạ. Ê. Ê. Dạ không dầm. Ê. 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 Đó thấy chưa? Mày chửi tao. Mày kêu tao mày khổn với tao nha mày. Tao thiệt với mày. Đi qua chứ. Tao không có chuyện những thằng như tụi bay. Dành địa bàn của tao hả? Đúng ra tự nhiên. Alo. Ừ. Cái gì? Nó qua nó giành địa bàn với tụi bay lấy cái lỗ tai nè. Trời ơi. Tao nói rồi, đừng có ác như vậy không có tốt. Ừ. Đừng có lấy cái lỗ tai người ta, nhưng mà lỡ lấy rồi thì lấy luôn hai cái lỗ tai nha. Lấy xong hai cái lỗ tai rồi qua đây tao biểu tao có chuyện sai nha. Qua liền nha. Hai cái lỗ tai. Chết thì tao. Chết thì tao rồi. Dạ dạ. Alo. Ủa má chưa về hả?
Trời phải bán kịp chứ. Sao? Thôi cho người ta đi. 10.000 mà tính gì? Thôi gì gì gọn gọn đi. Quớ cái đầu trước đi. Thôi không được, con ăn chay mà tự nhiên mình tính toán người ta chỉ có mấy ngàn lẻ không được. Thôi bây giờ con tính gọn vậy nè. Rồi quớt luôn cặp cẳng nha. Nhẹ mà, quớt cái đầu xong quớt cái cẳng nhẹ gọn gàng vậy đi. Ừ, vậy đi, mình coi như mình rộng lượng vậy đi ha. Cho nó nhớ, cho người ta nhớ tới mình. Vậy ha. Dạ dạ dạ, con chào má nha. Alo, tụi bay đừng qua cho bay, tao về, sắp về rồi. Ừ, lệ ế. Đến đây học 55 á, vậy là bao nhiêu tiền vậy? Cô ơi, 50. Đâu 50? Đi từ đây tới đó tao nói khoảng 10.000 à. Ờ được rồi. Cô ơi, cô, 5.000. Trời, chú giỡn chơi á cô. 5.000. Dạ 10. Cô, 10.000. Dạ 10. Bên đây 5.000 con tặng con hộp sữa. Hộp sữa đó con mua cho con uống. Nhưng mà con tặng cô luôn. Biết chất lượng không đây? Trời ơi, ngon lắm. Ở đảm sữa này rất là ngon. Thiệt. Cô đi bên con 5.000 thôi nha. 5.000. Sao rồi được con? Con nhớ chắc chắn luôn là từ đây ra tới đại học Nông Lâm là 10.000 lận. 10.000 đâu mà 10.000. Lấy cái cớ gì mà nói 10.000? Thì đi từ đây ra đại học Nông Lâm tôi quyên tôi đi 10.000 hả? Đâu ra 5.000. 5.000 lát tới đó lấy thêm tiền đó không có được. Bây giờ con cho con 10.000. Cô lên xe buýt đi. Cô đi qua bên kia đại học Nông Lâm, đây qua đó có 2 phút à. Đi qua bên kia đó đi. Chuyện này để con. Ui, rộng lượng. Tao nói là tao không có kiếm chuyện với mày như vậy thằng kia. Nha, mày đừng có phá giá vậy nha. Chú hiểu lầm gì rồi chứ, nghề nghiệp chú sao con dám chọt vô được. Mà chú, tuổi mình ở nhà nghỉ ngơi đi chứ ra đường chạy chi, mùa này dễ đi lắm. Đấy, còn sức khỏe là còn chạy thôi mà không. Bây giờ chắc lâu quá rồi, chắc vỏ rồi, chắc ngày xưa học vỏ nó có bưng vỏ rồi. Giờ chắc nó có bưng thái rồi đó. Chú chơi Muay Thái luôn hả? Muay Thái á. Chú lớn rồi học Muay Thái làm chi cho mất công. Muay Thái khó học lắm. Sư phụ con chỉ rồi, ra đường á gặp cái gì khó khó mà tình huống khó khăn á, chơi chìa khóa nè, đọt vô sọ cái là rồi. Vui. Sao chứ? Không sao. Em xin lỗi anh. Xin lỗi cái gì? Em biết bao lâu chưa? Dạ, 1 tiếng. 1 tiếng thôi hả? Dạ, 1 tiếng 1 phút. Sao em có một cái sự trân trọng nào cho tôi hết trơn vậy? Nè, nè, nè. Khoan, khoan, chị. Chị đứng lên giùm em. Chị qua đây chị đứng. Dạ. Chị leo lên xe em, chị ngồi đi. Em xử xong một cái là em lên xe em chở đi liền nha. Ê, tao nói cho mày biết nha, mày đối xử khách hàng vậy hả mày? Chị bên em là em ưu đãi đàng hoàng, không có như nó, không có lớn tiếng như nó nha. Tôi... Nín liền. Nghe tôi nè. Biết bao nhiêu tiền không? Thôi mà có... Bao nhiêu? Có 50.000 chứ nhiều. Chị, bên nó chạy 50, bên em chạy 5.000 nha. Em bây giờ em không nhớ, em đợi chị 1 tiếng, đợi chị 1 ngày, 1 tháng em cũng đợi nữa. 5.000 thôi, chị qua đây. Lên xe em ngồi đi, đeo nón bảo hiểm vô đi. Quay. Ông này anh là ai đâu mà đâu chui ra vậy? Em xe ôm ở đây kỳ cựu của em luôn nè. Còn đó là nó xe ôm mà trần công nghệ nó vô đây nó dành địa bàn với em á. Chị qua đây chị ngồi với em đi. 5.000. Anh là người yêu tôi. Người yêu gì khùng quá. Thằng này nó là người yêu tôi. Gì người yêu? Ờ à. Hay là bây giờ hai đứa tên đi về đó, nó đi về đó. Nãy giờ tôi tưởng nó ra nó tranh giành địa bàn với tôi. Tôi đuổi khách tôi lên xe buýt hết trơn rồi. Trời ơi, cháy tí luôn rồi. Lại lỗ 10.000 cho bà kia nữa chứ.